Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2018, bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước và lãnh đạo huyện Chân Thành đã đến chia buồn, động viên và hỗ trợ những gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ xe bồn cháy lan vào nhà dân ở Bình Phước. Theo đó, mỗi căn nhà bị cháy được hỗ trợ 5 triệu đồng. Riêng hai căn nhà có người thiệt mạng được hỗ trợ 20 triệu đồng. Hỗ trợ 6 nạn nhân, mỗi người 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, các ban ngành đoàn thể của tỉnh Bình Phước và huyện Chân Thành cũng đã có quà giúp các gia đình nạn nhân. Sự việc xảy ra thì tôi cũng không có nhà nữa. Tôi đi về miền Tây, tôi mới hàng lên tôi bán. Thì lên cũng gần tới, Bình Dương rồi, thì cháu tôi nó mới điện nó báo là có xe bồn nó cháy, nó lật cái cháy trước cửa nhà. Rồi thì tôi mới nhờ mấy đứa nó ra nó coi như thế nào, nhưng mà một lúc sau thì nó điện lại nó nói là Út với hai đứa em chết hết rồi. Giờ tôi cũng không biết như thế nào nữa, bây giờ sáng giờ tôi cũng chưa lại cái chỗ nhà sao nữa, tại vì tôi mới lên tới đây công an kêu vô đây để lấy thông tin thôi. Giờ qua sự việc bây giờ xảy ra chung gia đình cũng không ai muốn, thì cũng yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra và xử lý cho nó hợp lý, hợp pháp, hợp tình, hợp nghĩa. Ông Nguyễn Như Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chân Thành cho biết, ngoài việc hỗ trợ tiền, huyện và các ban ngành đoàn thể của huyện sẽ tiếp tục quan tâm và giúp các gia đình có nạn nhân tử vong tổ chức mai táng, đồng thời hỗ trợ chỗ ở cho các gia đình bị cháy. Như tin Thanh Niên đã đưa, sáng ngày 22 tháng 11 năm 2018, sau khi tông vào đuôi xe ba gác, xe bồn chở xăng mất lái tông vào trụ điện, bốc cháy. Đám cháy đã lan vào 18 nhà dân và kiosk, khiến ít nhất 6 người chết. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.